Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với xe 5B có địa chỉ tại số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương. Phải nói là Atit có thế hệ đèn trắng này thì là những chiếc xe cực kỳ bền và lành tính. Tại sao ạ? Và tại vì ngày đó hoàn toàn là nó không có dây chuyền để sản xuất nội địa hóa nên toàn bộ là nhập Nhật các bác nhé. Rất phê. Các mẫu đèn trắng này một là chiếc xe cực kỳ bền, để mà nói thì nó lồi đồng cuối đá thì đây mới gọi là thần thánh. Là một mẫu xe thực sự thần thánh đến từ Nhật Bản các anh chị nhé. Nhưng đây là một chiếc Atit bản V, có nghĩa là bản full nhất. Thì lúc mới chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu? Xấp xỉ 1 tỷ để sở hữu chiếc Atit này. Nó không rẻ một chút nào. Đúng là tiền nào thì của ấy các bác ạ. Chạy con này thì đúng là hết đời không biết hỏng luôn. Đó, mẫu đèn trắng và chúng ta đi vào khoang nội thất luôn nhé. Thì cái mẫu bản full này thì chúng ta nhìn cái la răng là la răng chấu đơn. Đấy, rất là to bản. Chủ nhân cũng vừa lên một dàn lốp Michelin gần như mới tinh. Đấy, cái này là xe màu bạc. Vậy thì các bác có thể đi vào đây để chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt. Ở trên mẫu xe này thì nó có cảm biến khóa mở cửa này. Đấy, vào đây này. Đấy, qua thời gian thì các bác nhìn giúp em chất chưa. Và đặc biệt cái bản Atit bản full này thì nó được trang bị ốp gỗ như của Camry. Đây như của Camry này. Tam lô tam ni là nguyên zin nguyên bản qua thời gian các bác nhé. Đấy, keo chỉ cột kèo con này thì bao zin có ác tuyệt đối luôn. Đấy, các bác thấy nhé. Đấy, tuyệt vời luôn. Và các bác nhìn thấy cái mép này. Những cái xe rất hay bị mọt ở trên này vì nó đọng nước, nhưng đây những cái sản phẩm ngày xưa thì nó cái tôn sắt thép, cái vật liệu cơ khí của nó rất là tốt này. Họ nhìn những cái mép này, xe chuẩn chỉ thì nhìn cứ này. Đấy, tuyệt vời luôn. Và đi xuống những con ốc và những chốt khóa qua thời gian các bác nhìn này. Cái xe mới bây giờ không có tuổi để so sánh với những cái chất lượng của xe ngày xưa được. Đấy, ốc này zin hết nhé, tem này. Đấy, ghế điện này, bản full thì nó có ghế điện nhé. Đó, và bộ ghế hôm nay thì tôi đã như là lời hứa là tôi đã lên rồi. Đấy, bộ ghế mới tinh 5 triệu đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, càng đét đúng không ạ, càng đét các bác nhé. Và ở đây thì nó có thêm là cái gì. Đấy, cái này thì gương kính chỉnh điện này, đây này, đèn gầm này. Đấy, mã hóa chìa khóa luôn, bản này nó có mã hóa chìa khóa luôn. Đấy, nên nó rất là an toàn về chống trộm. Đấy, nhựa của nó qua thời gian các bác thẩm giúp em này, chất chưa, phê truyền và vô lăng này. Đấy, nhưng và đặc biệt bản này thì nó thêm một số tính năng ngoài ghế điện này, gậy số vô lăng này. Đấy, gậy số vô lăng này rất to này. Và đặc biệt còn một chế độ rất là hay. Đây là một chế độ không thể thiếu nhé. Ga tự động Cruise Control. Đấy, mặt đồng hồ quá led. Xe chạy mới được có 11 vạn km thôi. Và nói là một từ quá tuyệt vời, đúng không ạ? Và cái điều tiếp theo mà thú vị trên chiếc xe này là điều hòa. Đấy, các bạn có thể thấy điều hòa nó trang bị điều hòa auto chứ không phải điều hòa cơ. Và cụ số qua thời gian thì đây. Chức năng ông gõ hết nhé, rất phê luôn. Và chủ nhân đã lên thêm màn hình này. Đấy, và tiếp tục là cam lùi này, full HD siêu led này. Đấy, và cam hành trình này cao cấp này. Đó, các bác thấy nhá. Và đèn đây thì còn rất mới và sáng trần, gần như mới. Nhưng đặc biệt đây chủ nhân lên thêm một cái gì, đó là một cái hệ thống điều hòa lọc không khí trong xe để làm cho cái luồng không khí nó mát hơn trong xe và nó được lọc sạch hơn. Thì đây, tuyệt chưa? Đấy, quá tuyệt luôn. Đấy, và đây là có đèn, thêm đèn nữa này. Đấy. Đấy, bộ này là cũng phải chục triệu đấy, không ít đâu. Đấy, đây là lợi ích và trần là còn rất mới nè. Tam lô tam ni nói là một từ là còn nguyên zin nguyên bản và còn rất mới luôn các anh chị ạ. Còn rất mới nhá, các chi tiết này. Đấy, một bộ ghế mới thì chúng ta không nói rồi, da xịn sò. Một chiếc xe qua sử dụng mà người ta làm mới cho mình cái gì là tốt cái đấy rồi, đúng không ạ? Đó là cái chi tiết đầu tiên. Chạy con này thì nó phê lắm. Chạy bản full 2.0 thì nó cực thích luôn. Và chức năng của nó thì được nâng cấp đầy đủ. Đấy, nó đầy đủ các bác nhé. Đó, đó là cái vị trí dành cho người lái. Còn bây giờ thì cái vị trí đằng sau thì phải nói là độ rộng rãi của Atit thì chúng ta miễn bàn rồi. Vâng, miễn bàn rồi các anh chị nhé. Và đây, tam lô tam ni thì tôi quay kỹ cho anh chị một tí. Nếu các bác nào xa đỡ mất thời gian. Thế nhiều anh em quay xe hay báo cái gì cũng zin nhưng quay loáng thoáng thôi. Để các bác không định hình được. Xong các bác ở xa đến, sau khi ở xa đến thì xem cái xe nó
không đúng như đã tả, nó rất mất thời gian. Đấy, các bác thì không được việc, mà những người làm như thế thì không bán được hàng, trong khi đó là mất luôn uy tín, mất luôn uy tín các bác ạ. Nên chúng ta thôi có là chúng ta cứ làm như thế, vì các bác bây giờ thì đi mua xe thì ngoài cái vấn đề là chúng ta phải tạo ra cái uy tín thì các bác cũng đều rất là tin tưởng về xe. Đấy, hoặc là đôi khi nhiều bác cẩn thận là thuê thợ, nên là chúng ta không thể giấu được đâu. Đấy, anh em làm là cứ thó nào là tả như thế nhé, tả chuẩn đấy, ai mua được thì mua, người ta cảm thấy ok thì người ta mua, nhưng cứ tả chuẩn đấy, hộp để cốc cũng được ôm gỗ nhé. Đấy các bác này, còn rất mới luôn, các bác đi đông người các bác gặp nó lên, gặp lên cho em, thì có một cái không gian rộng rãi để ngồi thêm người. Đấy, mới không ạ? Vâng, phải nói là bây giờ thì mới hết rồi, quá chất một dàn nốt cũng mới luôn. Thì đó là cái lợi ích khi chúng ta sở hữu những chiếc xe qua sử dụng các anh chị nhá. Đó, và đèn của nó là thế hệ đèn trắng này. Đấy, cái đèn trắng này, trong như pha lê các anh chị. Đấy, trong như pha lê luôn nhé. Đây là bản 2.0V, có nghĩa là bản cao cấp nhất của dòng Corolla Altis. Đấy, đèn này các bác thẩm giúp em này. Đó, về chất của xe, và con này có cảm biến cảnh báo va chạm, có cảm biến các bác nhé. Đó, được chưa? Biển 30 thủ đô, quá ok. Vâng, quá ok rồi. Và chúng ta ngắm cạnh ở góc độ bên này. Đấy, nhìn toàn cảnh chiếc xe con này chạy thì nói là một nồi đồng cua đá, vừa đi vừa phá chạy hỏng các bác ạ. Nói về độ bền của chiếc Altis, nhất là thế hệ ở những cái đời này 2012 này, thì nó quá tuyệt vời. Đấy, quá tuyệt vời. Đấy, và đây tam lô tam ni, con này còn rất mới và đẹp luôn, đảm bảo các bác nguyên zin nguyên bản nhé. Đấy, chi tiết của xe này các bác thấy này, vân gỗ này, chốt khóa mở cửa này mới, cống cửa đấy, óng ánh luôn. Đấy, con này thì miễn bàn rồi. Đấy, về chất thì miễn bàn rồi các anh chị nhé. Đó, tuyệt vời chưa các bác? Bao zin nhá, lỗi tặng xe, tìm ra một lỗi nhỏ là cứ tặng xe thôi. Đây, từng con ốc bao zin của bác, từng con ốc luôn nhé. Đó, đây ghế đây này, tuyệt chưa, chấm hết, gọi là hết nước chấm đúng không ạ? Vâng, đúng là hết nước chấm rồi. Đấy, không có gì, các bác về chỉ đổ xong mà chạy thôi, xe đã được bảo dưỡng bảo trì hết rồi. Đấy, xe đam mê thì bao giờ bán hàng cam kết 1 năm sử dụng bảo hành cho các bác, được chưa? Tìm ra lỗi nhỏ là cứ mang trả xe thôi, không cần phải nói nhiều. Đấy, con này bao zin tuyệt đối nhé, khung gầm máy móc, đấy, thân vỏ tất tần tật, và đèn tích hợp bao rẽ trên gương thì bản full này mới có này, nó còn rất mới này các anh chị này. Đấy, rất mới nhá. Và chúng ta có thể đi về ở cái góc bên này thì các bác ngắm cái xe này, cái cửa kính thì tôi đã hạ xuống cho nó sáng để quay trong showroom thì nó thiếu ánh sáng. Đấy, các bác nhá, gầm cũng là đèn bi tinh cầu thủy tinh, và trong này thì chủ nhân cũng lên đèn siêu sáng rồi, nhưng đặc biệt cái đèn còn trong vắt như đêm rằm luôn đây ạ. Đêm trăng rằm luôn các bác này, chất chưa? Và miễn bàn về chất nhé, logo thương hiệu của Toyota, và đèn bên này nữa, quá tuyệt đúng không ạ? Nó một từ là quá tuyệt đó, các bác có thể thấy ngay nhé. Đó, các bác ngắm nhìn đi, và chúng ta đi khoang động cơ luôn, sau đó là xuống, sẽ xuống phần gầm đây ạ. Chất không ạ? Vâng, quá chất, chạy con này thì miễn bàn về chất rồi, độ sướng, nhất là bản 2.0 này chạy thì nó rất là đầm xe và sướng, công nghệ thì cũng khá là nhiều, và đặc biệt là độ bền, độ lành của chiếc Altis này thì không có gì phải bàn cãi, không có gì phải bàn cãi các anh chị nhé. Đấy, ngày mai thì mua thêm cái tay ốp cửa này, ốp vào cho các bác. Đấy, cho nó đầy đủ nhé, cho nó đầy đủ đúng không ạ? Đấy, rất ok. Và xin mời các bác đi vào khoang động cơ xem thực sự, và cuối cùng chúng ta sẽ đi luôn vào phần gầm. Đấy, khoang động cơ nhé. Xem nào. Đấy, bấm nó tạch 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 tạch, rất thích luôn. Tồn sắt thép, nó nhìn cứ sáng choang như mới các bạn. Phê lắm. Này, các bạn nhìn giúp em là tôn sắt thép của nó này. 212. Nhìn nó zin. Này, từ cái tem cái mác này. Đấy, keo chỉ này, chân ống máy này. Đấy, chuẩn men chưa các bác này.
ụ giảm xóc này, phê chưa, răng này, răng dập này, mép đèn này, zin hết các bác nhé. Và đặc biệt con này thì nó lên được công nghệ máy đua VTI, công nghệ máy hoàn toàn mới rồi. Đây này, công nghệ là máy đua VTI và cái cỗ máy nó rất là to. Đấy, công nghệ máy mới nhá các bác nhé. Và tôi sẽ mở ra cho các bác xem cái cỗ máy nó mới phê làm sao. Đây, tất cả hệ thống ống nước này, nguyên zin nguyên bản này, keo, ốc, zin tuyệt đối luôn các bác nhé, tem còn nguyên. Đây, keo mặt dàn cò, zin, được chưa ạ? Tất cả những vạch sơn, tất cả những chi tiết của ốc, zin tuyệt đối luôn. Đấy, các bác tìm đâu ra những con xe như thế này ạ? Đó, nó chất là chất như thế này, đúng không ạ? Và các bác thấy sao? Đấy, có đủ điều kiện để ủng hộ nút thả tim, thả like và đăng ký kênh không ạ? Đó, làm xe chất thì phải làm như thế này. Đấy, các bác mất tiền thì nó mới xứng đáng, đúng không ạ? Thực sự là phải được hưởng xứng đáng cái mức tiền mình bỏ ra. Đấy, tiền nào thì gọi là tiền nào thì của ấy thôi. Đấy, còn bán hàng thì có sao thì nói vậy, tốt thì bán tốt mà xấu thì bán xấu, không mập mờ, không nhập nhem, đúng không ạ? Nó rất là rõ ràng đó. Thank you các bác. Đó, các anh chị thấy không, một chiếc Atis với giá 420 triệu đồng. Vâng, chỉ có 420 triệu đồng các bác đã sở hữu được chiếc Atis bản full 2012 đẹp xuất sắc như thế này. Vâng, nó có xứng đáng không ạ? Tôi nghĩ nó quá xứng đáng, đúng không ạ? Đấy, nó xứng đáng rồi thì các bác nào quan tâm, chúng ta dành một chút ít thời gian đi phần gầm của chiếc xe để thấy giá trị. Đấy, thương hiệu của Toyota nó có xứng tầm không ạ? Được mệnh danh là ông mẫu xe thần thánh không ạ? Tôi tin rằng nó quá xứng đáng các anh chị nhé. Trước đi, khi đi phần gầm thì xin phép giới thiệu vài mẫu xe cho các bác tham khảo nhé. Đây là mẹt C GLC 300 2017 này, 1 tỷ 250, Santa Fe phun dầu bản phun kịch nhé, phun dầu 2020 965 triệu. Mẹt E 211 E 250 đây ạ. Đó, con này là gãy số điện rồi nhá, cửa lóc 540 triệu. Vios G bản cao cấp nhất 2019 số tự động 455 triệu. Mẹt C 300 một đôi 2011 thế hệ mới 480 triệu. Đó, Range Rover đây ạ, bản e-book nùi chuồng tự động cao cấp nhất 2013 850. Và đây là một chiếc GLC 250 2017 1 tỷ 130, e-book 2011 730 triệu. Đó, và đây còn một chiếc Range Rover bản thùng to Sportage bản cao cấp 2010. Đấy, giảm giá còn 850 triệu. Và một cái xe đầu bảng của thương hiệu của mẹ thì đây là một chiếc GL 550 7 chỗ 2010, cái này là 900 triệu đồng. Đấy, các bạn nhé. Và một cái mẫu xe bán tải siêu đẹp, xe anh em chỉ nắp để đi chơi 2016, lên cực kỳ là nhiều đồ chơi, xe thì đẹp tắt điện 490 triệu. Đó, rất nhiều mẫu xe đang bán tại xe Đam Mê. Và xe Đam Mê có hai cơ sở. Đấy, thì đây là cơ sở 2. Đấy, có số địa chỉ 175 đường An Định, thành phố Hải Dương. Và cơ sở 1 thì đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương. Thì bên đấy chúng tôi còn gần 100 đầu xe nữa. Đấy, và ngoài kia tôi đang đi một chiếc RX450H Hybrid sang điện Nexus các bác nhé. Các bác là quan tâm alo. Và thank you các bác đã quan tâm. Vậy thì xin mời các bác đi phần gầm. Thank you các bác. Xin mời các bác đi phần gầm nhé. Và người ta cứ nói là Toyota là bền, vậy thì chúng ta xem một chiếc xe 11 năm tuổi. Đây ạ, zin thì zin tuyệt đối rồi các bác nhé. Xe mà Đam Mê bán hàng thì bao zin rồi. Đấy, chúng ta cần xem chất lượng thôi. Đấy, xem chất lượng nhá. Cái cỗ máy của Toyota để minh chứng qua thời gian. Người ta nói là Toyota bền lành thì đây, đúng là không sai tí nào. Đấy, không sai một tí nào. Cỗ máy nhìn nó nì lợ, có chất từ con ốc này, giòn kèo này, chuẩn mèn các bác nhìn này. Đấy, đấy, tất cả gì tuyệt đối nhá. Máy này, đúng không ạ? Máy này, đúng là Toyota nói không sai, zin hết nhé.
Đấy, các bác nhá, đầu ra xịn cả. Zin tuyệt đối nhá. Bên này thì kín. Đấy. Cổ phanh này, càng này đúng là đồ lồi lồng khối đá, vừa đi vừa phá không hỏng thì phải nói chạy con này. Đúng là minh chứng qua thời gian này, bô này, chất liệu ngày xưa nó rất là tốt các bác ạ. Cái sản phẩm người ta nhập Nhật về lắp ráp chứ không bị lỗi điều hóa thì đây. Sơn phủ gầm hết rồi, hộp sàn zin nguyên bản, bao bô lê phẳng căng. Đấy, được sơn phủ gầm hết rồi. Đấy. Không có han mối mục mọt gì cả. Chọn men chưa các bác? Chạy con này phê luôn, lốp dàn lốp mới nhá, mới thay. Đấy, càng này, bô này. Đấy. Đấy, tất cả đây các bác này. Đấy, chạy con lồi đồng cuối đá này. Sassy này, đầu sassy cuối cùng này. Không sợ bị đâm va các bác nhá. Chọn này, ô tôn cạnh này. Đấy. Còn đây, những cái mép tôn này, cô lốp này, chọn men này, đầu taxi này. Được chưa? Phải lắm, chạy con này chấm hết luôn. Gọi lôi đồng của đá về độ lành tính chắc chắn thì phải nói chạy con Atip những cái đời này, ngày xưa. Nó rất là bền các bác ạ. Đấy, các bác nhìn này, thẳm luôn nhá, thank you các bác.